cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam không cô đơn trên đất khách. Người Hàn Quốc sống tại Thành phố Hồ Chí Minh khi dịch COVID-19 xảy ra nghiêm trọng tại Hàn Quốc những ngày qua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt tại Việt Nam. Họ không quá lo lắng khi đang ở nơi an toàn và cầu nguyện cho vùng dịch ở quê nhà không trở thành Vũ Hán thứ hai. Theo lời bà Mạnh, 43 tuổi, quản lý nhà hàng chuyên bán đồ ăn Hàn Quốc tại khu chung cư Sở Ki Garden, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi này thưa người Hàn Quốc qua lại kể từ khi có thông tin về dịch bệnh bùng phát ở quê hương của họ. Lượng khách tới quán ăn giảm nhiều nhưng bù lại lượng khách đặt hàng về nhà tăng đột biến. Chị Ưn Di, một người dân Hàn Quốc đã cùng gia đình gắn bó với Thành phố Hồ Chí Minh hơn 3 năm, cho biết tại quê nhà của chị, tình hình dịch bệnh lây lan nhanh khiến ai cũng căng thẳng. Nhưng tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Việt Nam, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Nơi đây thực sự an toàn. Chị Ưn Di chia sẻ thời gian này, các trường học đều đóng cửa vì dịch. Tôi vẫn dắt các con đi dạo hàng ngày vì lo chúng nó ở trong nhà nhiều dễ mang bệnh hơn. Cùng suy nghĩ trên, anh Gasea, 32 tuổi, chủ tiệm thời trang trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, cho hay ngoài việc cửa hàng của anh vắng khách hơn thường lệ, cuộc sống của anh và người Hàn tại khu vực này không có quá nhiều xáo trộn. Trao đổi với ông Đào Gia Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, cho biết khi có thông tin về dịch COVID-19, ban quản trị các khu chung cư tại Phú Mỹ Hưng đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi tòa chung cư đều trang bị máy đo thân nhiệt, nước khử trùng cho người ra vào. Quận 7 với 70.000 người nước ngoài sinh sống đã căng như dây đàn từ Tết đến nay. Tất cả các chung cư trên địa bàn đều áp dụng việc cung cấp nước, rửa tay, tầm soát người đến từ vùng dịch, thực hiện cách ly và tuyên truyền giáo dục. Chị Linh nói, từ Tết đến giờ, ở khu vực người Hàn Quốc sinh sống, mỗi sáng đều đo thân nhiệt trước khi ra khỏi chung cư. Những biến động về tạm trú, nhất là người có khả năng đến từ các quốc gia có dịch, được cập nhật và giải quyết ngay cả lúc nửa đêm. Ông Đào Gia Vượng cho biết thêm, khu vực Phú Mỹ Hưng có nhiều người Hàn Quốc sinh sống. Họ thực hiện khá tốt và có ý thức trong việc phòng, chống dịch. Đến nay, dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt tại khu vực trên và toàn quận. Những biến động về tạm trú, nhất là người có khả năng đến từ các quốc gia có dịch, được cập nhật và giải quyết ngay cả lúc nửa đêm. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7 nói, cộng đồng người Hàn Quốc tại quận 7 đều có ý thức tự bảo vệ mình trước dịch bệnh, không tụ tập đông người, những quán xá ngày thường tấp nập, nay đều thưa vắng. Mọi người tuân thủ những biện pháp phòng chống dịch như mọi người dân Việt Nam vậy. Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu nói, tại hai phường có đông người dân Hàn Quốc sinh sống, cứ mỗi phường như vậy chúng tôi tổ chức 40 tổ công tác, theo sát tình hình hoạt động 24/24 giờ, tuyên truyền giúp đỡ mọi người phòng chống dịch, giải quyết các vấn đề phát sinh kể cả lúc nửa đêm. Không khí ở Phú Mỹ Hưng và ở quận 7 luôn là sự thân thiện, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau. Tuyệt đối không có sự kỳ thị. Người dân Việt Nam và Hàn Quốc ở đây đều mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, cuộc sống hàng ngày sớm trở lại bình thường.